biểu hiện của sự suy giảm sinh lý nữ, giảm ham muốn tình dục, giảm tiết dịch âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, cảm giác khó chịu thường xuyên, xuất hiện những cơn bốc hỏa trong ngày, giảm trí nhớ, dễ nổi giận, mệt mỏi, thay đổi cường độ làm việc, da khô, hấp dụng, tăng cân, xuất hiện nhiều nếp nhăn trên cơ thể. Nguyên nhân của sự suy giảm sinh lý nữ do tuổi tác, do thiếu hụt lượng estrogen trong cơ thể, do phẫu thuật hai buồng trứng, do đời sống tình dục không hòa hợp, do các bệnh lý mãn tính như đái tháo đường, tim mạch, ung thư, áp lực công việc, stress và những căng thẳng trong cuộc sống, sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Điều trị sự suy giảm sinh lý nữ, dùng thuốc bổ sung estrogen, dùng liệu pháp bổ sung thay thế hormone, nên đến khám tại các bệnh viện uy tín để có được sự tư vấn và điều trị từ bác sĩ. Lưu ý trong sinh hoạt, tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cân bằng, giảm đường, giảm mỡ, tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tham gia các hoạt động xã hội để tránh stress, tạo tâm lý thoải mái, tránh làm việc quá sức, sử dụng các sản phẩm bổ sung estrogen từ bên trong, có thành phần từ thảo dược quý như tam thất bắc, cây Uaria mirifica.